Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Ở video hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách mà thanh toán tiền trả sau bằng ứng dụng Vietcombank nhé. Cái ứng dụng trên điện thoại mình là Mobile Banking. Thì bây giờ mình vào cái MyVietnam để mình kiểm tra xem là cái SIM trả sau mình đang lỡ cước bao nhiêu. Thì cách này thì mình thanh toán cả trả sau và lập tiền trả trước nó đều như nhau các bạn nhé. Bây giờ mình kiểm tra. Đây là một cái thuê bao trả sau của mình thì nó đang báo mình là lỡ cước còn lại là 105 ngàn. Thì ok, bây giờ mình quay lại cái ứng dụng mà mình đăng nhập vào ứng dụng. Ở đây các bạn nhìn cái chỗ bên cuối bên tay trái này, có biểu tượng cái điện thoại đang ghi chữ lập tiền điện thoại, các bạn vào đấy nhé. Thì cách làm này nó cả trả sau trả trước đều dùng như vậy các bạn nhé. Ở đây những nhà mạng mà nó liệt kê là hỗ trợ thanh toán này, Viettel Mobi, Villa và Vietnam Mobi. Thì những cái nhà mạng này các bạn không cần phải ghi vào, nó tự động các bạn nhập số điện thoại thì nó sẽ đề xuất ra cái nhà mạng của mình. Còn cái bên này là các bạn nhập số điện thoại để mà các bạn nạp tiền trả trước cũng như là thanh toán cước trả sau. Nếu mà mình SIM của mình nạp cho chính mình thì các bạn không cần phải nhập số ở đây, các bạn cứ thế các bạn ấn tiếp tục là được. Còn bây giờ mình nạp cho một cái thanh toán cước trả sau cho một cái thuê bao khác thì mình nhập cái số vào đây. Khi các bạn nhập vào đây các bạn phải xem lại có đúng là cái số mình nhập vào chính xác chưa, không thì nó lại sai lệch, nó sang mất người khác nhé. Và khi mà các bạn mà nhập xong số điện thoại thì các bạn xuống cái này, các bạn xem cái mức thẻ các bạn muốn nạp vào bao nhiêu, 30, 50, 100, 200, 300 và 500. Thì bây giờ thì mình dùng luôn cái 100. Và cái nhà mạng thì nó sẽ tự động, nó theo số điện thoại mà các bạn ghi đây sẽ tự động nó phân luồng ra nhà mạng chứ các bạn không phải chọn nhà mạng. Và khi mà kiểm tra thông tin nó đúng hết rồi thì các bạn ấn vào tiếp tục. Ở đây mình kiểm tra một lần nữa, ghi tài khoản nguồn của mình và số điện thoại của mình và mệnh giá nạp như vậy và phí là 0%. Các bạn thấy thông tin nó đã đúng rồi các bạn ấn vào tiếp tục. Ở đây là cái mã OTP Smart mà mình cài đặt. Nếu bạn nào mà chưa cài đặt cái VCB Smart OTP thì nó sẽ tự động gửi cái mã OTP về điện thoại các bạn nhập vào. Còn của mình thì mình đã cài đặt nên mình phải dùng cái mật khẩu của mình. Và tất nhiên là mật khẩu mình phải che lại rồi. Xong rồi các bạn ấn tiếp tục. Ở đây thì khi mình nhập đủ mật khẩu đúng rồi nó sẽ ra cái dãy số này, mình ấn tiếp tục. Ở đây là đã báo quý khách đã thực hiện thành công mức cái mệnh giá số nạp cho số điện thoại như này và mệnh giá 100.000 đồng. Và như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách mà nạp tiền trả trước cũng như thanh toán trả sau cho các SIM của các nhà mạng. Và video mình làm đây cũng được xin được kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy video mình có hữu ích thì cho mình xin lượt đăng ký ủng hộ kênh. Chân thành cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.